Một mẹ nuôi 10 con, nhưng 10 con có nuôi nổi một mẹ? Xin biết chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị và các bạn thân mến, con người chúng ta hỏi có ai sinh ra mà không cần có mẹ? Ai làm người thiếu được bóng hình cha? Có làm con rồi cũng tới ngày làm cha mẹ, có lúc trẻ, có lúc sẽ về già. Vậy nên khi cha mẹ già chính là lúc hy vọng được con cái quan tâm chăm sóc. Cha mẹ cần chúng ta cũng giống như khi chúng ta còn nhỏ cần có cha có mẹ, nâng niu đùm bọc. Thế nhưng một mẹ nuôi được 10 con. Nhưng liệu 10 con có nuôi nổi một mẹ? Tôi lớn lên ở một vùng quê nghèo ven sông đáy. Như bao đứa trẻ khác ở những miền quê vùng Bắc Bộ, tuổi thơ tôi gắn liền với những chiều lang thang nơi bãi ngô ven đồng, gắn liền với mùi khói bếp mỗi buổi chiều hè, với những chiếc bánh tẻ quà quê của nội khi Tết đến. Thế rồi cuốn theo thời gian, những bận rộn công việc và cuộc sống, tôi lấy chồng sinh con nên ít có dịp trở lại thăm nội thăm quê. Tôi cứ mải miết bận rộn với gia đình con cái, mà quên đi ở nơi làng quê nghèo ấy hàng ngày nội vẫn một mình với luống rau con gà. Rồi một ngày nọ căn bệnh thần kinh quái ác tới gõ cửa. Nội đang bình thường bỗng trở nên ngây ngây dại dại, cả ngày nói cười một mình, chửi rủa một mình và quay sang chửi tất cả mọi người. Sau đó lại thêm việc tê cứng khớp, nội gần như không thể đi lại được, người còng gập nên hầu như chỉ ngồi một chỗ. Mẹ đón nội ra Hà Nội để chăm lo chữa trị, nhưng đi khắp các viện, việc chữa trị cũng không có gì chuyển biến. Nhìn nội gầy gò ngồi lủi thủi một góc nhà, dù rất thương nội, nhưng cả gia đình tôi cũng chỉ biết lặng lẽ chăm sóc để vơi đi phần nào điều nội phải chịu đựng. Khi tôi sinh bé thứ hai, vì bận cháu nhỏ, mẹ không thể chăm sóc nội. Hơn nữa vì nội cũng đòi về. Thương nội nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng người già thường muốn trở về với nguồn cội, trở về với quê hương lá rụng về cội. Nên mẹ ngậm ngùi đưa nội về ở nhà chú hai. Tôi biết nội không thoải mái khi ở đó, nhưng không còn cách nào khác. Nội âm thầm chịu đựng tất cả. Mẹ thì bận rộn giúp tôi chăm bé, nên thỉnh thoảng mới tranh thủ ngày nghỉ về thăm và chăm sóc nội. Căn bệnh của nội rất kỳ lạ. Bình thường nếu khi thời tiết ổn định, nội có thể nhận ra tất cả mọi người trong nhà và có thể nói chuyện như bình thường. Nhưng cứ hễ trái gió trời, nội đau đầu khó chịu, nên hay ngồi lẩm bẩm nói chuyện một mình. Mỗi lần mẹ về thăm nội, chắc vì thương tôi, nội luôn tỉnh táo hỏi tôi dạo này làm gì, sao không cho con về với nội, tôi đi đâu mà lâu quá không thấy về. Vì tôi bận rộn mưu sinh, rồi chăm con nhỏ dại, lại cũng vì cái sự vô tâm, nên tôi đã bỏ lỡ nhiều dịp về thăm nội. Tôi không cảm nhận được tình yêu thương mà nội đã dành cho tôi đằng sau mỗi câu hỏi. Đó là sự cô đơn thống khổ của người già khắc khoải mong chờ niềm vui bé bỏng. Nội thấy mình lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà, vì những người thân yêu của nội không còn những giao tiếp gần gũi ngoài chiếc điện thoại và tivi. Cho đến một ngày, khi con vừa tròn 2 tuổi, nhân dịp nhà có việc, vợ chồng tôi đưa con về thăm quê thăm nội. Nhìn nội ngồi lùi thủi trong góc giường, người nhỏ thó móm mém, bàn tay lần sờ như tìm thứ gì đó, sống mũi tôi thấy cay cay. Nhìn nội gầy gò ốm yếu đi rất nhiều, chợt nhận ra chúng tôi về, nội sững lại cười tươi như một đứa trẻ. Rồi nội móc trong túi áo một cái bánh bẻ làm đôi cho hai đứa chắt. Nội vừa cười vừa mủm mỉm hiền lành. Sao đi lâu vậy con? Tôi xót xa tự giận mình chỉ biết cúi đầu. Con về rồi đây nội. Nhìn ánh mắt vui như đứa trẻ được quà khi chúng tôi về, tôi chỉ mong thời gian ngừng trôi để có thể được ở bên nội thật lâu. Sau bữa cơm chú ba tôi đòi họp gia đình về vấn đề ai nuôi nội. Trước đây là mẹ tôi nuôi, sau đó chuyển cho vợ chồng chú hai ở quê. Vì gia đình chú hai cũng còn vất vả,
nên trước Tết khi chú ba không có nhà, mọi người đã họp và thống nhất cha tôi và chú ba sẽ hỗ trợ chú hai một chút về tài chính. Cha tôi 2 phần, còn vợ chồng chú ba 1 phần. Nhưng chú ba không chịu, nên làm ầm lên đòi họp gia đình. Khi đó tôi đang cho con ngủ trên phòng, giật mình nghe tiếng cha quát lớn. Tại sao trước Tết đã quyết định vậy rồi, giờ còn đòi thay đổi? Chú hai lý nhí trả lời. Chị bảo em đằng nào cũng phải thuê người trông mẹ, nhưng giờ không tìm được ai thì coi như thuê vợ chồng em. Nhưng giờ em việc nhà nông trông mẹ thì không làm ăn gì được cả. Em không trông được nữa nên đề nghị từ nay quay vòng, để mẹ ở mỗi nhà mấy anh em 6 tháng. Chú ba thì gào lên. Anh chị nhận được nhiều đất Hương Hòa nhất khi bố chia đất, thì anh chị đi mà trông bà, chứ còn ý kiến gì nữa. Tôi hỏi anh giờ ruộng của bà ai làm? Anh làm anh Hưởng, còn kêu ca gì? Còn định ăn không ăn hỏng à? Tôi giật mình khi nghe những lời đó. Tôi không biết các chú đang nghĩ những gì khi chuyện trông bà mà thành ra lôi kéo cả việc chia chác tài sản vào trong câu chuyện. Họ nói nhiều nhiều và thật nhiều nữa, nhưng tôi không muốn nghe cũng không muốn để ý. Cha tôi mặc dù là anh cả, nhưng vì hiền quá nên không nói gì được các em. Chỉ vì mỗi chuyện ai trông bà mà chú hai và chú ba đôi có qua lại, làm không khí gia đình ồn ào náo loạn. Tim tôi như bị bóp nghẹt. Tôi còn nhớ từng xem một bộ phim cũng có cảnh một gia đình có mấy anh con trai chia nhau nuôi mẹ. Họ cho mẹ vào cái thúng cân mỗi khi di chuyển từ nhà người con này sang nhà người con khác. Tôi không dám tin chuyện đó lại xảy ra trong nhà mình. Không dám ngờ tôi lại chứng kiến sự thật đó đang được bày ngay trước mắt. Điều đau khổ hơn, nó lại xảy đến với những người thân yêu trong gia đình tôi, xảy đến với chính cuộc đời tôi. Cha tôi mắt đỏ ngầu chỉ biết quát lớn lên. Chúng mày quá đáng nó vừa thôi. Mẹ là mẹ chung, chứ vì mỗi chuyện đó mà mang ra cãi nhau à? Rồi gục đầu không nói được điều gì. Tôi đặt con ngủ rồi nhẹ nhàng đi xuống nhà vào phòng nội. Nội đang ngồi bó chân thu vào một góc giường, bàn tay ôm đầu gối co ro run rẩy. Tôi không dám đối diện, chỉ liếc mắt nhìn vào khuôn mặt nội bình thản. Tôi nhìn thấy ẩn sâu trong vẻ bình thản ấy một nỗi khổ câm lặng, một sự đau đớn không thể nói thành lời, sự bao dung lớn lao của người mẹ. Nội không khóc, nhưng tôi thấy người nội run lên. Tôi ôm chặt lấy nội mà nước mắt cứ tuôn rơi. Tôi khóc vì thương nội, vì về đây tôi mới thấm thía nỗi khổ mà nội đã chịu đựng thời gian qua. Lòng tôi trào dâng ân hận, thấy mình thật ích kỷ, quá vô tâm. Tôi cứ ôm nội như vậy hồi lâu rồi nói. Nội ra nhà con nhé, ra trông chắc giúp con với. Nội nhìn tôi và gật gật đầu. Mẹ tôi lặng lặng đứng lên chỉ nói với mọi người một câu. Mẹ già hơn 80 tuổi rồi, mà các người lại đối xử với mẹ như vậy là sao? Tôi sẽ đưa mẹ đi. Nói rồi bà quyết định cùng tôi thu dọn đồ đạc đưa nội ra Hà Nội. Quý vị và các bạn thân mến, câu nói nước mắt chảy xuôi ngàn đời có bao giờ thấy chảy ngược? Rằng câu nói tưởng như đã đúc kết. Một mẹ nuôi được 10 con, chứ 10 con không nuôi nổi một mẹ, nay đã thành hiện thực. Có câu chuyện kể rằng, thời còn bao cấp nghèo lắm, bữa cơm thật đơn giản, nuôi được con gà cũng phải canh để khỏi bị bắt trộm. Một ngày chú gà bị ốm và bị làm thịt. Đã rất lâu rồi gia đình ấy mới được một bữa cơm có thịt. Trong bữa ăn, người mẹ đã gắp rất nhiều miếng ngon cho những đứa con của mình. Cả người cha cũng vậy. Những đứa trẻ ngây thơ vô tư hỏi, sao bố mẹ không cùng ăn những miếng ngon ấy mà lại gắp hết cho chúng? Người mẹ hiền từ nói, bố mẹ không thích những miếng đó, bố mẹ thích ăn những miếng này. Rồi bà nhặt nhạnh những gì xương sầu còn vương vãi ăn một cách ngon lành. Những đứa trẻ hồn nhiên tin rằng đó là sự thật, người lớn chỉ thích ăn những gì xương sầu. Cho đến một ngày những đứa trẻ đủ khôn để biết được điều bí mật giản dị đầy yêu thương trong đó. Câu chuyện này đã nói lên điều gì? Ấy là sự hy sinh lớn lao của cha mẹ dành cho con cái. Cha mẹ đã nhường nhịn tất cả những gì tốt đẹp nhất cho chúng ta. Hiếu kính báo đáp công ơn dưỡng dục chăm sóc cha mẹ già.
chính là đang gieo hạt giống thiện lành hành vi cho những đứa con sau này của bạn. Ít nhất khi đi đến cuối cuộc đời, bạn cũng không có gì phải hối hận, nuối tiếc. Cay đắng chỉ vì ngày giỗ cha mẹ, ruột thịt chia cắt. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, ngày còn nhỏ anh chị em sống cùng nhau trong một mái nhà, vui vầy ấm áp. Đến khi trưởng thành mỗi người có một cuộc sống riêng, nhưng vẫn có cha mẹ làm sợi dây kết nối. Đến khi cha mẹ không còn, sợi dây tình thân đó trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Nếu không biết cách giữ gìn, nó có thể đứt bất cứ lúc nào. Có ai đó đã từng nói, khi cha mẹ còn sống, anh em là một gia đình. Khi cha mẹ qua đời, chúng ta chỉ là người thân. Cho nên giỗ chạp không chỉ là dịp để con cháu tưởng nhớ, báo hiếu ông bà cha mẹ, mà còn là sợi dây níu giữ tình thân gia đình. Vậy nhưng không ít gia đình anh em bất hòa chia rẽ, so bì tị nạnh vì làm giỗ cha mẹ. Mời quý vị hãy cùng lắng nghe những câu chuyện trong video ngày hôm nay nhé. Câu chuyện thứ nhất, gia tài có 11 tỷ, nhưng anh cả không dám chi 2 triệu để làm giỗ bố. Nhiều năm nay mỗi dịp lễ Tết hay giỗ bố mẹ ông bà và anh em, Hiền đều có mặt đông đủ tại nhà anh Trọng. Anh Trọng là con thứ hai trong gia đình. Vợ chồng anh Trọng sống rất phóng khoáng và đức độ. Ngày bố mẹ chị Hiền còn sống, vợ chồng anh Trọng chăm sóc rất chu đáo. Bố chị ốm nhiều năm, nhưng vợ chồng anh vẫn tận tình phục vụ, không bao giờ đề nghị anh em khác góp tiền hay góp công. Chị Hiền chưa bao giờ nghe thấy anh chị phàn nàn về việc chăm sóc bố mẹ vất vả. Tuy không phải là con trưởng, nhưng anh Trọng lại gánh vác hết phần việc của gia đình. Mỗi lần giỗ bố mẹ, anh chị em Hiền chỉ góp chút tiền. Phần còn lại vợ chồng anh Trọng bỏ ra hết. Dù kinh tế không quá khá giả, nhưng tấm lòng rộng lượng nên mọi người được nhờ. Nửa năm trước anh cả nghỉ hưu và quyết định về quê sống. Tưởng rằng anh cả về sống cùng, anh em sẽ tạo ra niềm vui hơn, tối lửa tắt đèn có nhau. Nào ngờ anh ấy lại gây ra sự bất hòa và căng thẳng trong gia đình, chỉ để tiết kiệm chi phí cho đám giỗ bố sắp tới. Anh cả dự định sắp tới chỉ chuẩn bị 3 mâm, các con thì phải có mặt đầy đủ, còn cháu nào bận việc thì cứ đi làm, không cần tham gia ăn mừng. Tiền giỗ bố phân bổ theo đầu người, cháu chắt đều phải chịu hết. Chị Hiền bảo rằng trước đây vào ngày giỗ bố hay mẹ, ít nhất cũng trên dưới 10 mâm, phải mời khách khứa trong họ, thông gia các con. Nếu anh cả không muốn mở rộng thì sẽ rút gọn. Nhưng vợ chồng anh cả khá giả nhất trong số các anh em, hiện đang có 11 tỷ gửi trong ngân hàng. Điều này chỉ có chị Hiền biết, vì một lần anh cả uống say nên đã khoe với chị. Vì quá bức xúc, chị Hiền đã nói ra, từ trước đến nay, khi đi làm ăn xa, năm nay anh cả đứng ra làm giỗ bố lần đầu tiên, nên anh tài trợ 2 triệu đồng để làm cỗ. Còn thiếu bao nhiêu thì mấy anh em sẽ góp vào. Nào ngờ anh cả gắt lên nói rằng, tiền bạc phải được chia đều, bởi vì bố là chung, và mọi người đều phải có trách nhiệm góp tiền giỗ bố. Anh bảo rằng bố mẹ đã mất và anh là người lớn nhất trong nhà. Do đó anh nói các em phải tuân theo cấm cãi. Anh Trọng và chị Hiền không đồng ý với việc tiết kiệm quá mức của anh cả. Đám giỗ bố mẹ là cơ hội để con cháu anh em gặp nhau. Sợ tốn tiền và sợ không dám mở rộng như thế, khiến tình cảm anh em trong gia đình bị chia rẽ. Sau một thời gian tranh luận không thống nhất được ý kiến, các anh chị em đều quyết định tổ chức giỗ bố như mọi năm tại nhà anh Trọng. Còn anh cả theo hay không thì tùy anh. Anh cả tức giận và nói rằng anh sẽ tổ chức riêng, không theo ai hết. Quý vị thân mến, đối với bố mẹ, tất cả mọi người đều phải có trách nhiệm chăm sóc và lo lắng như nhau cả. Khi bố mẹ mất đi, việc cúng giỗ là cách thể hiện lòng hiếu kính đối với cha mẹ. Không nên so sánh và bận tâm về việc ai đó tốn nhiều hơn, ai đó ít hơn. Anh em cứ bình đẳng như nhau, không cần đặt nặng vào vấn đề con trưởng con thứ,
con trai hay con gái. Câu chuyện thứ hai, về dỗ bố mẹ kể về việc anh em tự lập và mỗi nhà tổ chức ban thờ riêng. Bố mẹ của Lan sinh được tận 5 anh em. Lan là con thứ tư trong gia đình, có 2 anh trai, 1 chị gái ở trên và 1 em trai ở dưới. Hiện tại tất cả anh chị em đều đã thành gia đình riêng. Bố mẹ chị trước đây không phải là người giàu có, nhưng họ sở hữu nhiều đất đai ruộng vườn. Hồi trẻ bố mẹ làm công việc lao động chân tay, lại đông con, do đó cuộc sống của họ rất vất vả. Mặc dù vậy, bố mẹ chị không bao giờ để cho bất kỳ đứa con nào thiếu ăn, thiếu mặc hay thiếu học. Hồi đó bố chị từng nói rằng, tụi bay phải hoàn thành ít nhất cấp 3, và nếu ai giỏi vào đầu đại học, bố chị sẽ bán ruộng để mua cho con một chiếc xe máy. May mắn thay, khi Lan chỉ mới bước vào cấp 3, khu nhà của chị được quy hoạch làm dự án khu đô thị mới, và bố mẹ nhận được số tiền đền bù lớn. Ông bà cũng đã nhanh chóng sử dụng tiền này để mua một mảnh đất ở nơi khác. Mỗi con đều có một phần trong mảnh đất đó, và các anh chị của Lan đều có năng khiếu trong kinh doanh. Nhờ sự hỗ trợ tài chính từ bố mẹ, anh cả đã chuyển sang kinh doanh bất động sản, trong khi anh thứ hai làm thầu các công trình xây dựng nhà cửa. Chị gái học giỏi nhất, được học bổng đi du học, về cũng xin được công việc rất tốt. Anh rể lại có kinh tế nên chị gái sống rất sung sướng. Riêng Lan học đại học ra trường đi làm rồi lấy chồng. Vợ chồng giờ cũng ở riêng, không quá giàu, nhưng đủ để nuôi con cái. Các anh chị em trong nhà đều có điều kiện, nhưng mỗi người một tính. Hồi bố mẹ còn sống, 5 anh chị em mới thỉnh thoảng về đông đủ. Thế nhưng nói chuyện một lúc là không hợp nhau. Nhất là khi bố chị bị ung thư, các anh chị đùn đầy không ai muốn vào viện chăm ông cả. Chị gái còn bảo góp tiền vào thuê giúp việc là xong. Được một thời gian thì ông mất. Hôm đám tang, ai cũng muốn tỏ ra là mình có hiếu với bố, tranh giành cả chuyện mua áo quần quan. Khi bố Lan mất được 2 năm, thì mẹ chị cũng đi theo. Sau đó cậu em út của chị chơi bời, làm ăn thua lỗ, bán sạch nhà cửa đi trả nợ. Vợ chồng em thuê một cái nhà trọ để ở, buôn bán làm ăn. Mỗi lần có việc anh em gặp nhau, ngồi chưa ấm chỗ lại có chuyện. Có lần anh cả chỉ mặt em út bảo, chú như thế thì đừng bao giờ mong anh giúp một xu nào. Thằng út cãi lại, tôi thèm mà nhờ anh. Lần nào gặp nhau là cãi nhau. Ngay cả chuyện cúng dỗ bố mẹ cũng vậy, mỗi người một phách. Thế là từ đó 5 anh em tự lập ban thờ bố mẹ riêng, đến ngày dỗ ai cúng nhà nấy. Nhiều lúc Lan thấy buồn khi nghĩ về nhà người ta, anh em đoàn kết cùng nhau tụ họp dỗ bố dỗ mẹ, rồi về đó cùng tưởng nhớ bố mẹ. Nhưng nhà chị coi như tan tác. Đến ngày dỗ bố mẹ, chị cũng đành làm một bâm cơm mời ông bà về ăn. Ngẫm đúng là sự đời, trước kia còn bố mẹ thì còn anh em. Từ khi bố mẹ mất, thân ai người nấy lo, anh em cũng hóa người xưng. Câu chuyện thứ ba, dỗ chạp tùy tâm, không cần mâm cao cỗ đầy. Quê Thành ở một làng ven rừng thuộc vùng núi ngoại ô của thành phố. Bố anh đã mất hơn chục năm trước vì một tai nạn lao động. Nhà chỉ còn 3 người, mẹ, anh trai và Thành đang đến tuổi đi học và từng bước trưởng thành. Thế nhưng cú sốc đầu đời đó là việc bố mất. Thành như mất đi chỗ dựa tinh thần. Và người buồn nhất không phải anh em anh, mà chính là mẹ. Mẹ hàng đêm đều khóc. Ban ngày thì mẹ nặng nhọc với gánh nặng tinh thần và thể chất, lo cho anh em Thành cơm ăn áo mặc, tiền học hành. Ở quê có việc gì là mẹ Thành đều xin làm. Ngay cả việc đi lượm ve chai khi đang làm phụ vữa, mẹ anh luôn tranh thủ từng chút, chỉ mong kiếm tiền nuôi con ăn học bằng người. Thành chỉ mong thời gian học được rút ngắn đi để đi làm giúp mẹ. Cuối cùng cũng đến ngày hai anh em Thành tốt nghiệp ra trường, trưởng thành, có gia đình riêng và công việc ổn định ở thành phố. Quê Thành cách 45 cây số, nên cứ cuối tuần, hai gia đình nhỏ lại hẹn nhau đưa các cháu về quê chơi với bà. Trước đây do bố Thành ra đi quá sớm,
nên anh em chưa có dịp báo hiếu bố. Vì thế từ khi đi làm có thu nhập, Thành lúc nào cũng tự nhủ phải chăm sóc và báo hiếu mẹ trước khi quá muộn, theo cách và điều kiện riêng của mình, chứ chẳng cần theo một khuôn mẫu nào. Cuộc sống gia đình ổn định, anh em Thành bảo nhau góp tiền tu sửa căn nhà cũ cho mẹ khang trang tiện nghi. Hai anh em cũng lập một sổ tiết kiệm 300 triệu đồng, đưa cho mẹ giữ để mẹ an tâm. Hàng tháng mỗi đứa đều đặn gửi cho mẹ 3 triệu đồng để mẹ ăn uống chi tiêu thoải mái. Nói chung anh em Thành cứ cố gắng lo liệu cho mẹ đầy đủ nhất. Nhưng họ đâu biết rằng, trong tâm mẹ không cần những điều đó. Chắc hẳn mẹ luôn mong con cháu gần với mẹ. Hôm đó là vào ngày thứ 7, trước ngày mẹ Thành mất một tuần, anh em Thành lại đưa các cháu về thăm bà như linh cảm được điều gì bất an trong lòng. Trong bữa cơm, mẹ Thành lại đột nhiên dặn dò việc hương khói. Mẹ tính sau này dỗ bố mẹ, các con không cần phải mâm cao cỗ đẩy như người ta đâu. Chỉ cần bát cơm quả trứng dâng lên là được. Bố mẹ dưới kia biết các con lòng Thành là cảm thấy vui lắm rồi. Anh trai Thành đáp lời, sao tự nhiên mẹ lại nói chuyện đó, mà ở quê mình ngày dỗ nhà nào cũng làm chục mâm. Nhà người ta sao thì nhà mình cũng vậy chứ ạ. Cúng dỗ thực chất chỉ là để nhớ người thân đã xa đi. Người đã mất rồi không còn ăn uống được nữa. Nên khi làm dỗ, chỉ cần làm gọn nhẹ để ăn hết, không bỏ thừa phí phạm. Bày vẽ làm dỗ chỉ tổ vất vả cho con cháu thôi. Một tuần sau, mẹ Thành mất giữa đêm do bị cảm. Mẹ ra đi rất nhẹ nhàng. Thành biết rằng cuộc sống con người có sinh lão bệnh tử. Nhưng khi mẹ ra đi anh cảm thấy lòng nặng lắm. Mẹ đi mà con cháu không gần cạnh. Mẹ lúc nào cũng một mình lặng lẽ. Cuộc đời mẹ đã vất vả, giờ được sống thanh bình hơn mà mẹ lại đi, để anh em Thành mồ côi thêm một lần nữa. Khi bố mất thì còn mẹ, còn bây giờ mẹ mất thì chỉ còn lại hai anh em. Nhớ những lời mẹ dặn dò, anh em Thành dù có điều kiện cũng không làm to khi dỗ bố mẹ. Chỉ cần một mâm cơm làm những món ăn ngon mà mẹ thích, mẹ thường hay ăn. Có năm chỉ mua năm chỉ hoa quả, bánh trái và một bát cơm quả trứng dâng lên thì đã thấy lòng ấm lên rồi. Đúng là không cần mâm cao cỗ đẩy làm gì chứ. Thành chỉ mong có mẹ ở bên cạnh. Họ hàng láng giềng có người trách làm dỗ bố mẹ sơ sài. Nhưng theo tâm nguyện của mẹ, Thành chỉ biết tuân thủ. Quý vị và các bạn thân mến, cha mẹ còn khỏe mạnh, bình an, đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của con cái. Khi không còn cha mẹ, các con là người cô đơn nhất. Chúng ta có tất cả, nhưng không có cha mẹ, dù có nhiều tiền đến mấy, cũng không thấy hạnh phúc trọn vẹn. Áp lực báo hiếu, tôi có nên gửi tiền cho cha mẹ? Xin mến chào quý khán thính giả đã quay trở lại với Triết Lý Vàng. Quý vị thân mến, cha mẹ nuôi con cái ăn học là để xây dựng tương lai vững chắc cho thế hệ mai sau, chứ không phải việc cha mẹ vin vào hai chữ báo hiếu để vòi vĩnh, đòi hỏi con cái của mình. Có những bậc cha mẹ quan trọng ánh nhìn của người khác hơn là hạnh phúc của con cái mình. Câu chuyện báo hiếu dưới đây đã khiến những đứa con cảm thấy vô cùng áp lực và căng thẳng, sẽ khiến chúng ta phải suy ngẫm đôi điều. Đang tích góp từng đồng mua nhà, mong thoát cảnh ở thuê, anh Hùng bất ngờ được mẹ nhắn, gửi 200 triệu về quê để xây dựng công trình phụ, chỉ vì hàng xóm xây to hơn. Anh Hùng thắc mắc, sao mẹ không bàn trước, không nói với con trước khi đập công trình cũ? Mẹ bảo, tao tức nhà hàng xóm vừa có cái bếp đẹp, đã lên mặt nên muốn làm cho nhanh, mà trước sau gì mày chả biết. Tuổi thơ của anh Hùng luôn bị ám ảnh bởi những lời than thở, nợ nần tiền bạc của cha mẹ. Lên 10 tuổi, anh đã được mẹ dặn, bố mẹ cơ cực nuôi, mày cố mà học cho giỏi, mai này có tiền báo hiếu. Khoản tiền chi phí học đại học của anh, bố mẹ ghi chép vào một cuốn sổ như một cách nhắc nhở. Tốt nghiệp đại học, anh Hùng may mắn vào làm cho một công ty nước ngoài ở thành phố Hồ Chí Minh. Lương hơn 30 triệu đồng, nên đủ tiền gửi về cho bố mẹ chi phí, trả mọi khoản nợ nần. Nhưng anh nói,
mẹ tôi chưa bao giờ hết nợ. Có lần tôi bảo mẹ còn nợ bao nhiêu, thống kê lại con gom trả nợ một thể, nhưng mẹ không chịu. Tháng nào anh con trai không gửi tiền về, hoặc gửi ít, mẹ anh tỏ thái độ khó chịu, mắng con bất hiếu, kể trước kia nuôi anh cực khổ ra sao. Vì thương mẹ, không nỡ để tình cảm gia đình sứt mẻ, nên anh đành phải gửi tiền về. Từ ngày lập gia đình, Hùng có thêm trăm mối lo toan. Vợ chồng anh tính không thể thuê trọ mãi, nên muốn tích góp để có thể mua lấy căn hộ cũ ở ngoại ô. Tháng trước mẹ anh gọi điện vào, đòi gửi về hơn 200 triệu đồng để mua vật liệu và thuê thợ xây công trình phụ. Bà chẳng hỏi thăm con cháu một câu, cứ gọi điện là bảo gửi tiền về ngay để mẹ lo việc. Anh Hùng tâm sự trên một diễn đàn, nhận được cả trăm bình luận. Rất nhiều người tỏ ra đồng cảm, vì chính họ đang hoặc đã từng sống trong nỗi áp lực gửi tiền về báo hiếu cha mẹ như anh. Những người như mẹ anh Hùng tuy không nhiều, nhưng cũng không phải là hiếm. Họ không thiếu tiền bạc, thậm chí vẫn có thu nhập, nhưng luôn đòi hỏi con phải chu cấp. Nó xuất phát từ hệ tư tưởng và văn hóa gia đình hoặc vùng miền. Thời ông bà muốn cha mẹ họ phải chu cấp cho mình, và đến thời họ cũng vậy. Quan niệm trẻ cậy cha, già cậy con, hay con cái là của để dành, vẫn tồn tại trong suy nghĩ của nhiều người. Trước đây họ sống trong nền kinh tế nông nghiệp, áp lực tài chính không quá lớn. Còn ngày nay sống trong thời đại công nghiệp hóa, người trẻ phải lo toan nhiều hơn, nên cũng áp lực hơn. Theo một khảo sát của một trang báo cho thấy, 57% cho biết đang cùng lúc chăm con nhỏ và mẹ già. 34% cảm thấy áp lực và mệt mỏi khi vừa phải phụng dưỡng cha mẹ già, vừa phải chăm lo cho tổ ấm. Cũng có tình cảnh giống như bố mẹ anh Hùng, vì sĩ diện muốn chứng tỏ với những người xung quanh mình có đứa con cái thành công, nên thúc giục con gửi tiền về để mua sắm mọi thứ đẹp hơn, xây nhà to hơn, không cần biết con khó khăn vất vả ra sao. Khoảng cách thế hệ và tâm lý không muốn cha mẹ lo lắng khiến con cái ít khi chia sẻ về khó khăn. Nhiều người con xem việc gửi tiền về cho cha mẹ, bất chấp mình đang sống khổ sở, là lẽ thường, vì chữ hiếu đè nặng. Theo một báo cáo nghiên cứu về thế hệ trẻ của Việt Nam năm 2020 của Hội đồng Anh, củng cố thêm nhận định rằng người trẻ Việt vô cùng gắn bó với gia đình. Cuộc khảo sát đại diện trên toàn quốc của đơn vị này cho thấy 75% người trẻ cho biết gia đình là yếu tố căn bản định hình nên con người của họ. Lòng hiếu thảo vẫn là một giá trị thiết yếu đối với giới trẻ Việt Nam, vì họ đề cao sự kính trọng đối với cha mẹ. Vì áp lực báo hiếu cha mẹ, những đứa con có thể gồng lên để kiếm tiền, sinh ra mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe, thể chất lẫn tinh thần của mình và tổ ấm nhỏ. Anh Hùng kể, nhiều lần mệt mỏi vì yêu cầu của mẹ, nhưng anh không thể chia sẻ với vợ, sợ cô nghĩ không tốt về gia đình của mình. Nhưng quá áp lực, anh lại trút giận lên vợ con vô cớ. Vài lần người chồng âm thầm gửi tiền về cho mẹ, khi vợ phát hiện nên giận dỗi. Cưới nhau 6 năm, chị bồng con khỏi nhà không dưới chục lần, chỉ vì chuyện tiền bạc. Cũng nói thêm rằng khi mẹ đòi đến 200 triệu đồng tiền xây công trình phụ, anh Hùng từ chối thì bị nói là kẻ bất hiếu. Bà cũng mắng cả con dâu vì cho rằng xúi giục chồng tệ bạc với cha mẹ. Vợ anh Hùng buồn không nghe máy mẹ chồng. Vợ chồng anh dự định hè này và Tết sẽ về quê, nhưng cứ đà này kế hoạch sẽ phải thay đổi. Trường hợp thứ hai là của anh Trần Nghĩa, 28 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng khốn đốn khi đang phải lo tiền chuẩn bị đám cưới, mà bố mẹ vẫn muốn anh gửi tiền chu cấp. Dẫu còn sức khỏe, nhưng họ chỉ muốn sống dựa vào con. Bố mẹ còn bắt phải gửi tiền về để trả nợ cờ bạc của em gái, đồng thời hàng tháng chu cấp cho gia đình. Gia đình bạn gái biết hoàn cảnh của anh Nghĩa, thông cảm cho anh, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Gần đây anh nhận thấy phía nhà người yêu không còn mặn mà. Nghĩa lo sợ cứ đà này cuộc đời anh sẽ xuống đáy. Nhưng phận làm con, anh không thể buông tay.
Đôi lần anh tìm cách từ chối khi mẹ đòi gửi tiền. Hàng tháng anh chỉ gửi khoảng 1 triệu đồng để bà có tiền sinh hoạt thêm. Nhưng mẹ viện cớ cần tiền để mua thuốc trị bệnh. Con trai rủ vào thành phố Hồ Chí Minh đi khám. Thì bà từ chối giận dỗi và không nói chuyện nhiều ngày. Quý vị thân mến, Phật dạy rằng hiếu thuận với cha mẹ là nghiệp lành lớn nhất của đời người, là phúc báo mà mọi người đều nên làm nhất trên đời. Đúng là con không được quyền lựa chọn cha mẹ. Có những bậc cha mẹ quan trọng ánh nhìn của người khác hơn là hạnh phúc của con cái mình. Những trường hợp như trên không phải là hiếm, nên bảo sao thế hệ trẻ không còn nền tảng để xây dựng hạnh phúc gia đình riêng. Bởi họ còn phải làm thêm giờ, kiếm thêm thu nhập để lo báo hiếu, rồi áp lực công việc con cái rất nặng nề. Câu chuyện trên nhận được sự chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Xã hội. Mô hình kết nối liên thế hệ chăm sóc nhau, xuất phát từ xã hội cổ truyền, được bảo trợ bởi văn hóa, được gọi là chữ hiếu. Tuy nhiên, việc báo hiếu trở thành gánh nặng sẽ gây áp lực lên người trẻ, tạo khoảng cách giữa cha mẹ và con cái, thậm chí làm đứt kết nối trong gia đình. Tỷ suất sinh thấp, bố mẹ đầu tư cho con cái hơn, đặc biệt là ở những khu vực đô thị. Vì vậy, xu hướng con cái phải phụng dưỡng cha mẹ còn tồn tại, nhưng đang dần dịch chuyển. Ngày nay, mối liên hệ trách nhiệm cha mẹ với con cái nhẹ nhàng hơn. Quan niệm con cái hiếu thảo phụng dưỡng cha mẹ vẫn là truyền thống tốt đẹp, có giá trị giáo dục cao. Chỉ cần điều chỉnh cho phù hợp với từng hoàn cảnh gia đình, để không tạo áp lực tài chính mà vẫn làm tròn đạo hiếu. Người làm con nên cân đối tài chính. Ví dụ dành ra 5% thu nhập hàng tháng để biếu bố mẹ. Còn lại phải cân đối để chi tiêu các việc khác như là thuê nhà, con cái, học hành, ăn uống, giáo dục, bảo hiểm, đầu tư, vân vân, để xây dựng tương lai vững chắc cho thế hệ mai sau. Cũng nên nói rõ với cha mẹ rằng nếu thu nhập tăng thì số 5% gửi cha mẹ cũng sẽ tăng theo. Phải giải thích cho cha mẹ hiểu tình hình tài chính của mình hiện tại. Chia sẻ của khán giả Nguyễn Thị Mơ, có nickname là Nguyễn Thị Mơ 85. Tôi cũng đang oằn lưng lo cho gia đình đây. Nhà có 6 người con, nhưng hình như ai cũng quay lưng. Mỗi mình tôi, con gái phải cáng đáng hết. Dẫu rằng chưa được cha mẹ cho tài sản gì, giờ tôi cũng phải buông xuôi để cha mẹ bán đất tự lo, vì tôi còn phải lo cho mình nữa. Mệt mỏi lắm mọi người ạ. Lúc nào cũng muốn làm tròn đạo hiếu, muốn thanh thản khi cha mẹ qua đời, để mình không phải hối tiếc. Thế nhưng gánh nặng đã quá sức rồi. Khán giả KT miền Nam thì cho rằng mình luôn có quan điểm cha mẹ là người quyết định cho một đứa trẻ đến với thế giới này. Còn đứa trẻ không có quyền lựa chọn, nên mình sinh ra phải có trách nhiệm nuôi đứa trẻ đến trưởng thành. Còn khi con lớn có thì báo hiếu, không thì thôi. Nên mình luôn nói với con, mẹ nuôi con học xong đại học là 22 tuổi. Sau khi tốt nghiệp đại học xong 1 tháng, mẹ sẽ không nuôi hoặc cho con bất kỳ thứ gì nữa. Khi nào mẹ già chết thì tài sản còn lại mới cho con. Còn khi mẹ còn sống, mẹ sẽ không cho con phải tự lập. Khán giả Hồng Lam thì cho rằng thông cảm và chia sẻ với bạn trong tình trạng này. Mong các bạn có thể có cơ hội được chia sẻ, được lắng nghe, được thấu hiểu từ cha mẹ mình để bớt đi gánh nặng cuộc sống. Thực sự tôi cảm thấy rất áp lực khi làm con của cha mẹ bạn. Câu chuyện báo hiếu nhưng ở một khía cạnh khác khiến chúng ta không khỏi suy nghĩ về tư cách của các bậc làm cha làm mẹ. Ý kiến của quý vị về vấn đề này như thế nào?